trên tuyến đường sắt chạy trong thành phố, một người đàn ông ánh mắt lạnh lùng lấy ra một khẩu súng phóng lựu. Hắn sẽ tiến hành một vụ ám sát. Mục tiêu của hắn là ai? Cuộc ám sát của hắn có thành công không? Cùng mình theo dõi bộ phim hôm nay nhé. Một trận đấu quyền anh ngầm đang diễn ra. Đột nhiên, một người đàn ông gầy gò tiến lại gần người quản lý của trận đấu, đề nghị muốn tham gia cuộc thi, hơn nữa còn bỏ tiền ra đánh cược mình thắng. Người quản lý thấy đối phương đưa ra rất nhiều tiền mặt, hơn nữa, người hắn muốn khiêu chiến là nhà vô địch quyền anh trong toàn bộ đấu trường ngầm. Vì vậy liền lập tức đồng ý. Người đàn ông tiến vào võ đài giữa tiếng la ó của khán giả. Lối chơi của hắn không hung hăng, thay vào đó, cùng đối thủ không ngừng xoay vòng, cho đến khi thu hút sự chú ý của một người phụ nữ giàu có trên ghế khán giả. Lúc này hắn mới thay đổi cách đấu của mình. Hắn vô cùng sắc bén ra tay, chỉ vài cú đấm đã đánh cho đối thủ hoàn toàn mất đi sức chống cự. Tuy nhiên hắn đã không dừng lại, mà là tàn nhẫn bẻ gãy tay đối thủ. Sau đó, hắn đã trở thành khách mời của người phụ nữ giàu có kia. Về tới nhà người phụ nữ và luôn vấn đề cởi quần áo của mình ra, để lộ một body nóng bỏng. Hắn lập tức ôm lấy cô rồi đẩy xuống giường. Sau đó cởi tát của cô ra trói hai tay cô lại. Cũng thật là biến thái quá đi. Cô gái nằm trên giường chờ đợi tận hưởng khoái lạc. Ai ngờ hắn lại trực lại cầm một ống tiêm ra, tiêm TTX, một chất độc thần kinh mạnh vào cổ cô. Sau đó hắn lấy ra một khẩu súng giấu trong giày, gắn bộ phận giảm thanh lên, giết chết toàn bộ ba vệ sĩ dưới lầu rồi mới quay lại giường. Hắn lấy ra một cái kìm, rồi cắt đi ngón tay cái của cô gái. Lúc này cô gái toàn thân đã tê liệt nhưng vẫn còn ý thức. Chuyển cảnh, đồ lót ren đen gợi cảm rải rác trên sàn nhà. Một đôi nam nữ đang chơi xếp hình trên giường, nhưng đang vui thì đứt dây đàn, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ mặc kệ không nghe, nhưng anh ta thì không, bởi vì anh là đặc vụ Tommy của đội cảnh sát liên bang. Người gọi cho anh chính là một nhà tâm lý học, đồng thời là một thám tử tài ba Alex Cross. Mà đối với việc này bạn gái Monica cũng không phàn nàn, vì cô cũng là một thám tử. Sau cuộc điện thoại, hai người chạy tới hiện trường vụ án. Vụ án mạng xảy ra tại khu biệt thự sang trọng, có thi thể của ba vệ sĩ dưới sàn và cầu thang. Trên lầu là phòng ngủ của chủ nhân ngôi nhà, nữ nạn nhân tên Phương Giao. Với nhiều năm kinh nghiệm, Alex nhanh chóng phán đoán sát thủ chỉ có một người. Thủ đoạn gây án của hắn cực kỳ tàn bạo, là một sát thủ chuyên nghiệp. Ba vệ sĩ đã bị hắn giết chết trong nháy mắt. Tiếp đó hắn mới quay lại tra tấn nữ nạn nhân, cho đến khi nạn nhân chết trong đau đớn. Sau đó, Alex tìm thấy máy tính của nạn nhân trong két sắt và một bức tranh theo phong cách của họa sĩ Picasso. Anh biết đây nhất định là do sát thủ cố ý để lại manh mối, vì vậy mà sát thủ được đặt biệt danh là Picasso. Trở lại đồn cảnh sát, nhóm trọng án đã tiến hành điều tra chi tiết vụ án. Monica điều tra được nạn nhân Phương Giao là giám đốc tài chính của một tập đoàn đa quốc gia. Bộ phận kỹ thuật thông qua máy tính được tìm thấy, phát hiện hai cái tên mà nạn nhân thường hay liên lạc, Mercier và Eric. Monica ngay lập tức tìm kiếm Mercier. Ông ta là chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia Mao, còn Eric là giám đốc điều hành của tập đoàn. Nạn nhân Phương Giao cũng chính là giám đốc tài chính cấp cao của tập đoàn đó. Alex vẫn luôn nghiên cứu bức tranh mà sát thủ để lại, cuối cùng đã khám phá ra mục tiêu tiếp theo mà sát thủ nhắm tới chính là Eric. Đây là một tòa nhà được trang trí bằng thác nước chảy. Đây cũng là tòa nhà văn phòng của Eric. Khi Alex đưa Tommy và Monica đi đàm phán với nhân viên an ninh, hệ thống áp suất nước của tòa nhà vang lên báo động, cho biết áp lực nước đang giảm mạnh. Alex ngay lập tức nhận ra sát thủ đã đến. Bây giờ hắn đang đi vào tòa nhà bằng cách nào đó. Anh đoán không sai. Sát thủ Picasso đang lẻn vào qua đường ống nước của tòa nhà. Khi Alex đến văn phòng của Eric trên tầng cao nhất, trong lúc bọn họ còn đi tìm kiếm, sát thủ cũng đã đến rồi. Hắn đã phá vỡ bức tường ống nước bằng hàn điện để ra ngoài, sau đó lẻn vào tòa nhà từ phòng tắm. Nhân viên an ninh nhanh chóng bị tấn công, hai người trong nháy mắt đã bị Picasso giết chết. Alex nghe thấy động tĩnh lập tức chạy tới. Anh thấy vết nước trên mặt đất, liền vòng ra phía sau Picasso, chặn tên sát thủ này trong một phòng họp nhỏ. Monica cũng đang đi về phía này. Picasso bình tĩnh buông súng xuống, quay lại và giả vờ đầu hàng, rồi đột nhiên ném ra một quả bom. Cũng may Alex phản ứng rất nhanh nên không làm sao, nhưng Monica bị sóng xung kích thổi bay ở ngoài cửa. Tommy cũng nghe thấy tiếng nổ chạy về phía này, tình cờ nhìn thấy sát thủ đang chạy trốn. Anh lập tức nổ súng bắn hắn bị thương. Khi Tommy đuổi theo, Picasso đã kích nổ một quả bom khác. Sau đó nhân cơ hội này bỏ chạy. Tên sát thủ này cực kỳ giảo hoạt, thủ đoạn cao siêu. Alex cảm thấy mọi thứ không đơn giản. Họ vội vã đến một biệt thự ở ngoại ô, một trong những mục tiêu của sát thủ, chủ tịch Mercier đang ở đây. Ông ta đeo một chiếc nhẫn ruby 14 carat đi ra. Alex nói chuyện với Mercier về động cơ của sát thủ. Mercier cho rằng có lẽ là dự án cải tạo đô thị gần đây nhất của ông ta đã động đến lợi ích của một số người. Mà bên này tại một góc tối của thành phố, Picasso rất tức giận vì hành động ám sát thất bại. Vì vậy hắn đã quyết định khiến cho mấy người Alex phải trả giá. Tối nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của Alex và vợ, Maria, trong khi họ đang ăn tối với nhau để ăn mừng. Alex nhận được một cuộc gọi từ đồng nghiệp Monica, nhưng giọng nói trong điện thoại truyền đến lại không phải là của Monica. Alex lập tức đoán được người gọi là sát thủ. Sau đó, điện thoại di động nhận được một bức ảnh. Đó là ảnh Monica bị tra tấn dã man. Picasso tiếp tục khiêu khích Alex khiến cho anh tức giận. Hắn mở cửa sổ và đặt một khẩu súng bắn tỉa. Hóa ra sau khi hắn giết Monica, mục tiêu tiếp theo của hắn là Alex. Nhưng lúc này,
Maria lại muốn di chuyển ra ngoài trời mát mẻ hơn để ăn tối. Sau khi nói với chồng, cô đi đến bàn ngoài trời. Picasso nhìn thấy vợ của mục tiêu, lập tức thay đổi chủ ý. Hắn bỗng nhiên nói với Alex, vợ anh thật xinh đẹp. Chắc cô ấy đang nghĩ xem nên gọi món gì cho bữa tối. Nghe đến đây, Alex lập tức lao về phía vợ nhưng đã muộn. Đau đớn hơn là Maria lại đang mang thai. Cô chết trong vòng tay của chồng. Hai người đàn ông ngồi trong nhà thờ, đau buồn trước cái chết của người mình yêu. Sau đám tang, Tommy đến tìm Alex. Anh đã lấy được báo cáo phân tích loại thuốc mà Phương Giao bị tiêm. Đó là độc tố TTX. Sau khi được tiêm vào cơ thể con người, nó sẽ khiến con người có ý thức, nhưng bị tê liệt toàn thân không thể nhúc nhích. Có nghĩa là, tất cả các thủ đoạn tra tấn đau đớn của hung thủ, nạn nhân có thể cảm thấy nó. Alex bình tĩnh suy nghĩ. Theo thời gian bán dã của chất độc này là 24 giờ. Phán đoán sát thủ đã mua chất độc này từ người dân địa phương. Alex và Tommy quyết định làm mọi cách để tóm được tên sát nhân biến thái này. Ban đêm, họ lẻn vào phòng vật chứng của sở cảnh sát, đánh cắp một số bằng chứng. Sau đó tìm Da Ra Mớt, một tên xã hội đen có mối quan hệ rất rộng, để trả lại các bằng chứng quan trọng, giúp ông ta tránh một số vụ kiện như một điều kiện muốn ông ta giúp tìm ra người nghiên cứu TTX. Cuối cùng, Da Ra Mớt đồng ý hợp tác. Vì vậy, Alex nhanh chóng tìm thấy một người chuyên sản xuất TTX. Hai người họ giờ phút này không quan tâm đến các quy tắc của cảnh sát, đánh đập người đàn ông một cách thô bạo. Sau khi chịu đựng đủ, người này đã mở video giám sát lên để họ kiểm tra. Rất nhanh đã nhìn thấy sát thủ đến để mua TTX và nhìn thấy biển số xe của sát thủ. Alex ngay lập tức liên lạc với đồng nghiệp Judy, nhờ cô ấy tìm xe. Sau đó, Judy phát hiện ra chiếc xe đang hướng đến khu nhà tòa án liên bang, mà Mercia cũng đang trên đường đến tòa án liên bang, bởi vì hôm nay ông ta sẽ thuyết trình trước ủy ban quy hoạch đô thị. Cuộc họp sẽ bắt đầu trong nửa giờ nữa. Alex và Tommy ngay lập tức chạy về phía tòa án liên bang. Lúc này Judy phát hiện ra chiếc xe đã dừng lại, đang định báo cáo với Alex, đột nhiên cuộc gọi bị gián đoạn. Hóa ra cảnh sát vì để ngăn chặn kích nổ từ xa, ngắt hết các tín hiệu khu vực xung quanh đó. Vào thời điểm này, Picasso đã bắt đầu hành động. Hắn sẽ động thủ trên đường sắt nhẹ của thành phố. Nhưng lúc này hắn lại bị ba tên say rượu gây sự. Thế là Picasso rút súng ra, bắn chết hai thằng, còn một thằng bị bắn vào chân. Hắn lấy máy tính ra và kết nối nó với bảng điều khiển của đường sắt nhẹ, kiểm soát đường sắt nhẹ. Sau đó hắn cài đặt một giá đỡ, lấy súng phóng lựu ra khỏi túi để lắp ráp, rồi ngắm bắn chuẩn bị hành động. Bên này, Alex và Tommy cuối cùng đã đến tòa án liên bang. Đồng thời đoàn xe của Mercia cũng đã đến. Alex cấp tốc suy nghĩ, phán đoán phương thức ám sát mà sát thủ sẽ sử dụng. Khi thấy Mercia và Ezic chuẩn bị bước vào tòa án, Alex đột nhiên quay đầu nhìn thấy đường sắt nhẹ ở phía xa, vội chạy về phía đó. Khoảnh khắc khi tàu đi ngang qua tòa án, một quả lựu đạn được phóng ra. Trong một vụ nổ dữ dội, cả Mercia và Ezic đều bị thổi bay thành từng mảnh. Alex không hề do dự, cùng Tommy đuổi theo đường sắt nhẹ. Cảnh sát đã dỡ bỏ việc chặn tín hiệu, Judy ngay lập tức thông báo cho Alex. Chiếc xe đậu tại nhà hát Michigan cũ. Picasso hoàn thành vụ ám sát, đang đắc ý nghe nhạc lái xe rời đi. Ngay khi hắn vừa ra khỏi bãi đậu xe, bị Alex lao ra phía trước tấn công. Picasso nhanh chóng bỏ ra khỏi xe, chạy vào nhà hát. Alex thấy Tommy bị choáng váng, liền để anh lại trong xe rồi đuổi theo sát thủ. Trên tầng cao nhất của nhà hát, hai người cuối cùng đã gặp nhau, bắt đầu một cuộc đấu tay đôi. Alex tràn ngập sự phẫn nộ vô tận đối với tên sát nhân biến thái này. Anh dốc hết sức chiến đấu cùng đối phương, thề sẽ đưa hắn ra trước công lý. Picasso võ nghệ cao cường, thân thủ cường tráng đã chiếm thế thượng phong. Khi Alex bị đánh ngã, hắn cũng không lập tức giết ngay, mà là lấy ra TTX hắn thích dùng nhất. Hắn muốn Alex sống không bằng chết. Đúng lúc này, Alex bất ngờ rút con dao từ thắt lưng ra, trần nhà hát cũng không thể chịu được sức nặng của hai người, vỡ ra một lỗ lớn. Picasso bám vào thắt lưng của Alex, cố gắng vùng vẫy, nhưng Alex sẽ không bao giờ cho hắn cơ hội. Nhưng Alex bị thương không thể cầm cự được nữa. Ngay khi anh sắp rơi xuống, Tommy kịp thời đến, với sự giúp đỡ của một số cảnh sát cứu Alex lên. Tuy nhiên, Alex nói với Tommy mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, Alex đã gọi đến một số điện thoại. Không ngờ người trả lời điện thoại lại là Mercia. Hóa ra, Alex phát hiện ra ngày tòa án liên bang bị tấn công, Mercia không hề đeo chiếc nhẫn Ruby 14K ra đó. Vì vậy, anh đoán rằng người bị giết không phải là Mercia. Tất cả là do cuộc khủng hoảng tài chính trong nhiều năm. Doanh nghiệp của Mercia đã gặp khó khăn, tổn thất nặng nề. Ông ta nhờ sự giúp đỡ của Ezic và Phương Giao đã chiếm dụng tiền của công ty. Sau đó lại thuê sát thủ tiêu diệt họ, rồi thuê một người đóng giả mình làm kẻ chết thay. Vì vậy, ông ta có thể sử dụng một danh tính mới, chạy trốn đến Indonesia. Mercia nói rằng vợ của Alex không nằm trong kế hoạch, nhưng ông là người khởi xướng tất cả những điều này. Alex sao có thể để ông ta yên? Anh đã mua chuộc cô hầu gái của ông ta, đặt 2 cân mai thúy bên dưới giường ông ta. Sau đó lại thông báo cho cảnh sát Indonesia, buôn lậu mai thúy là tội rất nghiêm trọng ở Indonesia, chắc chắn sẽ bị bắn bỏ. Bị cảnh sát bắt đi, Mercia gào thét trong tuyệt vọng. Bộ phim thám tử lừng danh cũng kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.